Quý vị thân mến, chào mừng quý vị tới với thành phố Đà Nẵng để đón xem trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings. Đây là trận đấu sân nhà cuối cùng của đội bóng sông Hàn. Đây là đội hình xuất phát của Đà Nẵng Dragons. Họ có số 2 Jimmy Murrow, số 8 William Trần, số 13 Anh Kiệt, số 29 Dương Đức Trí và số 66 Mai Phước Thịnh. Hôm nay là ngày mà Jared Solder không chỉ không có tên trong starting five mà còn mất tên ra khỏi danh sách thi đấu. Hồ Chí Minh City Wing xuất phát với số 1 Vincent Nguyễn, số 10 Evgen Sanyuk, số 15 Lê Trần Đăng Huỳnh, số 21 Bùi Anh Khoa và số 98 Trần Văn Trung. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu và quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, giúp cho những đồng đội như Jeremy Smith hay Vincent Nguyễn có thể thoải mái ghi điểm hơn. Vừa rồi là cú dứt điểm đem về điểm số đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Anh Kiệt với cú ném 45 độ, góc 45 độ đem về điểm số đầu tiên cho Đà Nẵng Dragons. Tình huống đột phá vào trong của William Trần, bóng đi vào rổ. Tình huống xử thành công đến từ cầu thủ số 8 bên phía đội chủ nhà. Đêm qua thì các cầu thủ Tottenham Catfish sau chiến thắng trước Buffalo đã tạm chiếm mất vị trí của City Wings và đẩy bóng này xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vừa có thêm một pha dứt điểm thành công bên phía đội khách. William Trần, động tác giả của William Trần, và có hai điểm đến từ số 8 bên phía đội chủ nhà đang thi đấu với một phong độ rất cao. Vincent Nguyễn ở góc 45 độ và đi vào rổ, 3 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings ở đáp trả đến từ cầu thủ Việt kiều trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings. William Trần, đó đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống ghi điểm và có lỗi điểm của William Trần, tác động đến từ Vũ Đoàn Minh Phương với cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Triệu Hán Minh, vẫn là Hán Minh, có cầu để dứt điểm cho William Trần và 3 điểm cho Dragons. Tình huống tổ chức tấn công rất hay của đội chủ nhà. Phản công nhanh dành cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons, còn 5 giây. William Trần, anh cầm bóng, anh làm tất ấn cả và anh đem về N1 ở giây cuối cùng. Vẫn là Hán Minh, ở trận đấu gần nhất thì Triệu Hán Minh có được 14 điểm, số điểm tốt nhất của anh trong mùa giải. William Trần thêm 2 điểm đến từ cầu thủ bên phía cầu thủ chủ nhà. William Trần đang thể hiện một phong độ quá cao thì họ đang dần bị đội chủ nhà bỏ xa trên bảng điểm. Mình bao đầu đưa bóng cho William Trần, lại có thêm 2 điểm cho số 8 của Dragons. Chính những cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings mới đang là những người nhỏ con hơn. Jimmy Murrow ném 3 điểm, ném sọt. Khi mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings phải bận tâm tới William Trần thì điều đó đồng nghĩa với việc Jimmy Murrow sẽ có rất nhiều khoảng trống. Đưa bóng cho Đức Trí và Jimmy Murrow. William Trần rất đáng tin cậy, lại có thêm điểm. Dường như còn có N1 cho số 8 của Dragons. Từ Dương Huy, bóng tới tay của Murrow. William Trần, tại sao không ai kèm William Trần? William Trần có điểm quá dễ dàng, rất nhiều khoảng trống dành cho số 8 của Đà Nẵng Dragons. Tiếp tục là Will Trần, kích ra Dương Đức Trí, cú ném 3 điểm, cú ném sọt của Dương Đức Trí. Đà Nẵng Dragons đang nới rộng khoảng cách. Jimmy Murrow bóc rổ tay trái. Tinh thần của Đà Nẵng Dragons đang lên rất cao và bây giờ thì Hồ Chí Minh City Wings không còn hội ý để cắt đứt chuỗi hưng phấn của đối thủ. Văn Trung góc 0 độ và dứt điểm chuẩn xác, có thêm điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Dương Huy đưa bóng cho Đức Trí và lại có thêm điểm cho số 8 bên phía đội chủ nhà. Quá hay. Dương Đức Trí quá nhiều gánh nặng với Vincent Nguyễn. Bóng có thể sẽ dồn cho William Trần, đang hot hand, rất tự tin. William Trần, 2 điểm tiếp theo và điểm số thứ 31 của William Trần ở trong game đấu ngày hôm nay. William Trần có điểm cho William Trần, không khó khi đối đầu với một cầu thủ còn trẻ và không quá nhiều kinh nghiệm như Thành Phát. Tình huống vừa rồi, Vincent Nguyễn xoay người, có thể kích ra nhưng quyết định tự mình dứt điểm. Có khoảng trống để dứt điểm nhưng không chuẩn xác. Một rebound thuộc về Anh Kiệt và sau cùng thì vẫn có thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. Rất hay. Bắt đầu cũng đang thi đấu với tinh thần thoải mái hơn so với những game đấu trước đó, khi mà đội của anh có vào trận đấu qua ai. Vừa có thêm 2 điểm đến từ Triệu Hán Minh. 70-41, số điểm 70 cho đội chủ nhà. Có 2 điểm
Và đáp trả đến từ Bùi Anh Khoa bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Jimmy Marrow. Tiếp tục là Marrow, bóng vẫn còn trong tay của cầu thủ mang áo số 2. Không đội mình nào có thể ngăn cản được Marrow vào lúc này. William Trần, cơ hội để ghi điểm và hai điểm tiếp theo, điểm số thứ 39 cho William Trần. Vincent Nguyễn chuyển ra Phạm Hiền Tài. Kích giả Vincent Nguyễn chống trải các phòng độ và Vincent Nguyễn đã không bỏ lỡ cơ hội. Điểm số thứ 55 dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Đó là Hiền Tài, một chuyền tốt ở góc phòng độ, có điểm hay không? Và dứt điểm, bóng đi vào rổ. Điểm số dành cho City Wings. Đã có chút may mắn dành cho Nguyễn Thanh Tùng ở pha bóng vừa rồi. Thanh Tùng, Vincent ném ở góc phòng độ, thêm một cú ném thành công từ góc phòng độ. Còn 8 giây, Marrow buộc phải tăng tốc. William Trần đang chờ, Marrow đã để tuột bóng rồi. Còn 3 giây, tự mình dứt điểm. William, đó là Marrow. Jeremy Marrow với buzzer beater. Quá quan trọng với đội chủ nhà trước sự thăng hoa mà City Wings đội khách đang thể hiện. Thay vì step back ném 3 điểm như dự kiến thì Marrow để tuột bóng, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn có được một cú buzzer beater. William Trần đang có khoảng trống, William Trần quyết định đột phá. William Trần dứt điểm cận rổ. Điểm số thứ 44. Rồi bên Marrow. Và của Marrow bóng đi vào rổ, điểm số tiếp theo cho đội chủ nhà. Tiếp tục là Jeremy Marrow. Đường chuyền. Quyết định chuyền bóng cho anh Kiệt ở gần rổ hơn rất nhiều so với William Trần. Khá điểm độ và Việt, đó là Marrow. Lại có thêm 2 điểm cho Marrow, điểm số thứ 33 của German Marrow. Quang Tú có khoảng trống, anh quyết định đột phá. Dứt điểm rất tự tin bằng tay trái. Một pha bóng mà rất nhiều người hâm mộ Đà Nẵng sẽ phải đứng lên và dành lời khen ngợi. Để Trần Đăng Huỳnh tiếp tục là những điểm số để khiến cho chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này của Đà Nẵng Dragons bớt lung linh đi một chút. Tình huống mà City Wings cố gắng để ghi thêm điểm. Ít phút vừa qua không nhiều, là một quãng thời gian rất ít ỏi, nhưng chúng ta có thể thấy là một sự cách biệt rõ ràng về trình độ của các đội mình giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings như vậy. Dẫu sao thì trận đấu này cũng sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội sông Hàn. Từ Dương Huy cầm bóng 95 ngày không thắng, họ đã chấm dứt với chiến thắng ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các cổ động viên, chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Dragons trong một trận đấu mà họ đã có được màn tỏa sáng của William Trần. German Marrow cũng có một trận đấu rất hay, nhưng danh hiệu MVP chắc chắn thuộc về William Trần. Trận đấu mà anh có được cho mình 46 điểm, 10 rebound. Và nếu như huấn luyện viên của Đà Nẵng Dragons không cất anh lên ghế dự bị quá sớm thì hoàn toàn kỷ lục VBA của Kendrick Buckley với 51 điểm có thể sẽ bị phá. William Trần có trận đấu thứ 3 liên tiếp ghi trên 20 điểm.